hoặc do các tài xế gây ra, mà có kẻ chủ mưu đứng đằng sau chỉ đạo, kích động và tổ chức người đi gây rối. Theo chúng tôi, Võ Hồng Liên, Lê Mỹ Hạnh là hai nhân vật thường xuyên xuất hiện tại các trạm BOT, nhất là các trạm BOT Cai Lậy vừa qua, để tổ chức gây rối, cản trở bằng được. Thủ đoạn của Lê Mỹ Hạnh là chuẩn bị tiền lẻ, tiền xu mang đến các trạm BOT để tổ chức cung cấp cho các tài xế lái xe và kích động lái xe đi qua đây sử dụng tiền lẻ để qua trạm. Theo quan sát, ban đầu cũng có một số tài xế nhận tiền lẻ để thực hiện việc qua trạm, nhưng về sau các tài xế đều không nhận tiền lẻ vì họ cho rằng ảnh hưởng đến thời gian và vận chuyển hành khách, hàng hóa của họ. Khi các tài xế từ chối, Lê Mỹ Hạnh đã tổ chức cho một nhóm đối tượng là người cùng nhóm bạn hữu đường xa trên Facebook tiến hành đi qua trạm sử dụng tiền lẻ, cố tình gây cản trở bằng các thủ đoạn như đếm đi đếm lại tiền lẻ, yêu cầu trả lại tiền lẻ, bắt nhân viên trạm thu phí phải đếm đi đếm lại nhiều lần và cố tình không qua trạm. Nếu hành vi trả tiền lẻ của các tài xế thực hiện thì không sao, nhưng rõ ràng có sự chỉ đạo tổ chức gây rối, cản trở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động lưu thông, vận chuyển là hành vi vi phạm pháp luật cần phải trừng trị. Các chủ mưu cầm đầu trong các vụ gây rối tại các trạm BOT, nhất là trạm BOT Cai Lậy, với nhiều bằng chứng và những bằng chứng chúng tôi đã trưng trên màn hình. Đề nghị cơ quan an ninh điều tra cần bắt khẩn cấp Lê Mỹ Hạnh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Giao dùm cho mấy anh em miền Bắc này, họ không có điều kiện, bà anh là xế thôi. Mọi người chút để góp phần cho bà Tám mua nước suối cho anh em đồ tài xế đây, bạn hữu đây uống. Anh em miền Bắc gửi lời cảm ơn bà Tám. Rồi nhau có tay. Gửi còn nói rõ luôn, số tiền là 10 triệu. Con để ở đây luôn. Miền Bắc. Mà cũng tài ở ngoài Bắc kìa. Bà Táo chúc dùng hết anh em tài xế trong nước bỏ khỏi mà rồi. Tụi em cũng cảm ơn các anh bên lái xe ở ngoài miền Bắc đã ủng hộ sát cánh cùng với tụi em trong mang này. Họ nhà con chuyển, con ở trong Sài Gòn thôi, họ nhà con chuyển, con có dịp đi đám cưới ở dưới trời mới á, con về đây con gửi cho 8 dùng cho họ thôi. Vâng, thưa các bạn, các bạn vừa xem một đoạn video clip mà trong đó người áo đen mà có mang hình thánh giá ở trên ngực đó chính là Nguyễn Văn Hiếu, một thành viên của nhóm Con Đường Việt Nam do Trần Quỳnh Duy Thức cầm đầu. Và nhóm này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra an ninh Việt Nam triệt phá cũng như đưa vào tù khá nhiều tên. Do vậy chúng ta có thể thấy một điều rằng đối với một người, một nhóm, một thanh niên Nguyễn Văn Hiếu này xuất hiện tại BOT Cai Lậy, và anh này là nằm trong nhóm Con Đường Việt Nam, một nhóm phản động chống phá lại nhà nước Việt Nam với mong muốn lật đổ chính quyền Việt Nam. Như vậy thì sự xuất hiện của một thành viên của một nhóm phản động xuất hiện ở tại BOT Cai Lậy với mục đích gì? Đó là vấn đề mà tôi và nhiều bạn đã quan tâm trong nhiều ngày qua. Và dĩ nhiên trong suốt nhiều ngày qua chúng tôi cũng đã có nhiều bài viết cũng như có nhiều cái sự cung cấp thông tin đến với các bạn, như là một nhân vật tên Lê Mỹ Hạnh và một người phụ nữ khác đã mang 25 kg tiền xu đến BOT Cai Lậy để hỗ trợ các tài xế phá cái trạm BOT này. Ở đây trước hết chúng tôi không nói, tôi và các bạn tôi không nói về vấn đề BOT Cai Lậy đúng hay sai, chúng tôi không quan tâm tới việc đó, bởi chúng tôi trước hết chúng tôi quan tâm tới cái vấn đề đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội là chính. Còn về vấn đề BOT đã có luật và có các cơ quan nhà nước, các cơ quan chức năng sẽ xử lý vấn đề này. Do đó chúng tôi không nói nhiều về việc đúng hay sai của BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, ở một cái khía cạnh khác, chúng tôi dòm thấy có nhiều vấn đề đang nổi lên ở đây. Đó chính là vấn đề đang cố tình sử dụng luật, có nghĩa là áp dụng luật pháp để làm khó cho nhân viên trạm BOT. Mà ở đây người sử dụng và áp dụng luật này là những tài xế, nhưng họ lại quên mất một điều, đó chính là họ đang chính hại chính bản thân của họ. Tôi xin phân tích mấy điểm sau đây. Thứ nhất, các tài xế khi đến trạm BOT và sử dụng cái tiền xu là tiền lẻ để mà làm khó cho nhân viên trạm, hoặc là đưa thừa 100 đồng hay thiếu 100 đồng để làm cho nhân viên trạm khó xử,
và không thể qua trạm được. Tôi có một điều rất là chê trách nhân viên trạm ở đây cũng như là những người quản lý trạm đã xử lý không tốt vấn đề này. Trước hết, luật pháp Việt Nam nghiêng hẳn về phía cộng đồng, nghĩa là mọi cái yếu tố liên quan tới cá nhân và cộng đồng thì luôn lấy cái cộng đồng xã hội lên trên hết, mọi cá nhân sẽ dẹp qua một bên. Ở đây các bạn có thể thấy là nếu như mà đây là một giao dịch dân sự giữa một người tài xế và nhân viên trạm soát vé, thì ở đây ta thấy nếu như người tài xế này họ vì lợi ích 100 đồng và cương quyết không rời ra khỏi chỗ đó thì sẽ làm ảnh hưởng tới cái cộng đồng ở phía sau của anh ta. Và như vậy thì ở đây đã đủ hình thức để chúng ta cấu thành một cái loại tội phạm gây rối trật tự công cộng. Và dĩ nhiên là nhân viên trạm hay cơ quan chức năng bao gồm cảnh sát, công an có thể xử lý vấn đề này bằng cách cưỡng ép người này phải di chuyển. Nếu không sẽ có xử lý, đó là cưỡng chế. Chúng ta thấy rằng là để bảo vệ cái cộng đồng phía sau, chúng ta buộc phải xử lý một cái cá nhân phía trước. Đó là luật của chúng ta, đó là luật lệ ở đất nước này. Do vậy cho nên là việc xử lý vấn đề này không khó. Và trên thực tế thì chúng ta thấy do sự lúng túng của nhân viên trạm làm cho cái vấn đề ở trạm nó phức tạp đi. Anh ta bị thiệt hại 100 đồng. Nhưng thực tế là anh ta không muốn nhận 100 đồng của người kia với cách làm khó. Nhưng anh ta cũng không chịu bị thiệt hại 100 đồng. Thì chuyện gì xảy ra? Hàng tỷ đồng ở phía sau anh ta sẽ mất đi. Như vậy thì đứng về phía cạnh quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tất cả cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Phải ngay lập tức cưỡng ép và cưỡng bức người này, thậm chí ta dùng từ chính xác là cưỡng chế người này, áp giải người này đi khỏi chỗ đó để tránh làm thiệt hại cho tất cả cái cộng đồng phía sau đó. Ở đây tôi xin nhắc lại, đó là vấn đề về vấn đề tài xế. Thì có hàng ngàn con người đang lưu thông và mưu sinh trên con đường đó. Hàng ngàn con người đang mưu sinh trên con đường đó, bao gồm rau củ quả phải đến đúng nơi đúng giờ để không bị thúi, bao gồm gia súc cần phải đến đúng lò mổ hay là đến đúng nơi để giao hàng, nếu không heo, gà, vịt có thể chết. Thiệt hại kinh tế đó thuộc về ai? Đâu phải là của anh tài xế kia, mà là của tất cả những chiếc xe ở phía sau đó đang chở hàng hóa. Những cái hợp đồng mà bao gồm của tất cả những con người ở phía sau, những cái hợp đồng kinh tế bao gồm đến cảng cho đúng giờ, nếu không là phải bị phạt. Bị phạt hợp đồng hay không giao được, tàu chạy đi thì mất hợp đồng, đền hợp đồng cho người ta. Thế thì 100 đồng của anh, của cái anh tài xế xe chạy chiếc xe hàng tỷ đồng đó, đã làm hại cho rất nhiều người ở phía sau. Ghi hình, tổ chức phá hoại đã thấy rất rõ rồi. Và trong clip vừa rồi thấy, các bạn thấy đó, tài xế miền Bắc là ai? Các nhóm tài xế miền Bắc là ai mà gửi 10 triệu vô cho bà Tám, quán bà Tám để mà phá hoại? Tôi thấy các bạn đấy, có nghĩa là đã có một nhóm người tổ chức cho các tài xế phá hoại. Và một số người chắc chắn không phải tài xế. Nhưng các bạn thấy rất đơn giản. Tiền lẻ đâu tự nhiên mà có nhiều vậy? Cái anh mà tên Nguyễn Văn Hiếu mà mặc cái áo màu đen đó, anh ta là thuộc thành phần của nhóm No You Sài Gòn. Đây là một nhóm chống cộng cực đoan, mục đích là chống Trung Quốc về đường lưỡi bò, nhưng thực tế là để chống cộng. Đây là một nhóm chính trị và nó nằm trong cái nhóm Con Đường Việt Nam của Trần Quỳnh Duy Thức. Đây là một nhóm phản động, các vị nhận tiền của nó là xong rồi. Có một điều các bạn đã nhắn tôi nói rằng là sau khi mà anh ta gửi tiền xong đó, thì cái người, có người phụ nữ trong clip lúc nãy các bạn xem đấy, gọi là bà Tám đấy, đã đem số tiền đó gửi trả lại và trả các bạn đấy, là cái trang và cái nhóm bạn hữu đường xa. Thì trên đó tôi thấy rất nhiều thành phần phản động ở trên đó. Trước đó thì tôi không thấy nhiều, nhưng kể từ khi có trạm BOT trong đợt rồi và đợt này thì thành viên của cái nhóm này tăng lên hàng chục ngàn, và đa số tất cả đều là thành phần phản động hải ngoại. Các bạn thấy các bạn đã bị thao túng chưa?
các bạn tài xế.